Chào bạn, mình là Vĩ Long. Hôm nay mình làm video này để hướng dẫn cho bạn cách tạo cái tài khoản để cho nhiều nếu mà gia đình mình có hai bé học cùng một lúc thì là cái nội dung học của hai bé nó không ảnh hưởng đến nhau, cái lộ trình học nó không ảnh hưởng đến nhau ha. Mình click vào nút đó, bạn nhìn ở góc ở dưới bên tay trái là màn hình nè, nó có cái chữ, có cái hình ảnh tên là Bi nè, không hạn chế nè, đây là tài khoản của Bi nè, có cái logo nè, có cái avatar nè, rồi click vào đổi người học. Đó, đây thì mình đã tạo sẵn ba cái tài khoản rồi, Soda, Ba Long với Bi. Ví dụ mình muốn đổi sang tài khoản Ba Long đây. Đó, hồi nãy nó khác không? Tài khoản Ba Long là đang học tiếng Trung nè, muốn đồ dễ bài số 1 nè. Điểm击这个按钮开始学习. Đó, nó nói tiếng Trung. Rồi đổi người học nè. Đổi sang Soda đây. Đó, Soda đây đang học tiếng Anh, bài số 10. Đó, nghĩa là mình đang những Tap play to start learning. một một cái máy, tức là cái phần mềm này được cài được hai thiết bị và mỗi thiết bị thì được ba tài khoản. Đó. Thì ví dụ cái này có thể được tạo được ba tài khoản. Để tạo thêm hoặc là để tạo thêm tài khoản thì mình vô đây, bố mẹ 6 trừ 4 bằng 2. Cài tài khoản người học nè. Quản lý hồ sơ học nè, đây là cái tài khoản mà lúc mà mua phần mềm. Còn quản lý hồ sơ học là ở đây, chi tiết. Chi tiết thì nó cho mình tạo ba tài khoản thôi, mình không tạo thêm. Ví dụ mình xóa bớt một cái tài khoản này này, làm sao để xóa Bi nè, giới tính nữ nè, 2 tuổi, lương. Xong rồi. À, cái này không có cái nút để xóa tài khoản. Ví dụ nó không có cái chỗ khó. Nếu mà cái máy bạn mà nó chỉ có bấm nút xong, nếu mà máy bạn chỉ có hai tài khoản á, thì bên bên chỗ góc bên tay phải này nó có cái chút nút là thêm tài khoản, thì bạn click vô là bạn tạo tài khoản mới nha. Này mình tạo ba tài khoản rồi, nó không có cho xóa. Ok, thì mình đã hướng dẫn bạn cái cách mà để tạo nhiều tài khoản cho nhiều bé học trên cùng một Tap thiết bị. play to start learning. Đó, cái phần mềm rất là hay, nó nói giọng người bản xứ nghe rất là chuẩn. Rồi mình kết thúc video ở đây, và trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn bạn tùy chỉnh. Trong này nó có, trong cái góc bố mẹ này có rất là nhiều tùy chỉnh nè, và học theo chủ đề nữa nè. Mình sẽ hướng dẫn trong cái video tiếp theo ha. Chào bạn.